Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay, ngày 8 tháng 11 năm 2021 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vừa qua, chi cục thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã tiến hành cưỡng chế đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Pascal trong vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TDS Việt Nam và bị đơn là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Newton. Đây là vụ việc gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong suốt thời gian qua. Được biết buổi cưỡng chế diễn ra vào ngày 4 tháng 11 Thời điểm này, dù đã được mời vào bằng lối cổng khác ngay gần đó, nhưng lực lượng chức năng vẫn quyết định dùng máy múc phá sập một đoạn tường rào để mở lối vào trên phần đất cưỡng chế do cổng số 1 của tòa nhà TH1 đã được hàng bích kín từ trước. Việc phá sập đoạn rào đã vấp phản phản đối của các nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam và Công ty Khai phát. Trong lúc sô đẩy, một số người bị ngất xỉu phải nhờ đến lực lượng y tế. Ngay sau khi vào bên trong, lực lượng cưỡng chế đã nhanh chóng thiết lập hàng rào bà rê. Ngang đôi tòa nhà 6 tầng bên trong khuôn viên trường tiểu học và trường trung học cơ sở Pascal. Theo thông báo của Tri Cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm, nội dung cưỡng chế là giao quyền sử dụng diện tích 2.896,3 m2 đất tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, và tài sản gắn liền với đất là 1 phần 2 tòa nhà 6 tầng được xây dựng trên diện tích đất nêu trên, cùng các trang thiết bị đã đầu tư cho trường Newston. Trước đó, ông Vũ Thế Lợi, phó giám đốc công ty khai phát, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cho rằng bản án số 215 năm 2020 KDTMPT của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã vi phạm tố tụng, nội dung cũng có nhiều vấn đề cần xem xét lại. Công ty đã làm đơn kiến nghị lên Tòa án Nhân dân tối cao để được xem xét giải quyết. ngày 8 tháng 11, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án xâm phạm chỗ ở người khác theo đơn kháng cáo kêu oan của hai bị cáo là Nguyễn Hải Nam, nguyên phó chính án tòa án nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Hoàng Tùng, nguyên giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn như phiên sơ thẩm, bị hại vắng mặt dù kháng cáo về tội danh của các bị cáo, hình phạt và một số vấn đề liên quan khác. Tại phiên tòa hai bị cáo giữ nguyên kháng cáo, bị hại vắng mặt nhưng có đại diện ủy quyền tham gia phiên tòa. Phát biểu quan điểm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo, bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo cũng như bị hại. Theo đại diện Viện kiểm sát, căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là tài sản của bà Hoàng Trọng Anh Chi. Bà này thực hiện việc mua bán với bà Hoàng Thị Thu Thảo. Sau khi bà Chi bàn giao căn nhà thì bà Thảo cùng bốn người con ở trong căn nhà. Điều này phù hợp với thông tin xác minh của công an phường Đa Cao, cho rằng gia đình bà Thảo cư trú thường xuyên tại căn nhà. Tuy nhiên, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2019, khi bà Thảo không có nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đang bị truy nã đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra đường và chiếm giữ căn nhà. Sự việc xảy ra gây mất an ninh trật tự, hoang mang đối với những người sống trong căn nhà và những người dân xung quanh. Sau khi chiếm giữ căn nhà, bị cáo Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi, không cho người của bà Thảo vào. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, các hành vi của bị cáo được camera ghi lại, những chứng cứ này không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa. Vì vậy, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Qua đó đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm án sơ thẩm tuyên các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Đồng thời nội dung kháng cáo của người bị hại cũng không có căn cứ, do đó viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều nay. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, từ ngày 1 tháng 10 tới ngày 4 tháng 11, HCDC ghi nhận tổng số ca bệnh COVID-19 cộng dồn tại huyện Nhà Bè là 2.551 ca, trong đó có 1.750 ca khẳng định bằng xét nghiệm rt -PCR và 801 ca xác định bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Theo đánh giá của huyện Nhà Bè, đa phần các ca bệnh COVID-19 được phát hiện là công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là Hiệp Phước và Long Hậu và đang ở trọ trên địa bàn huyện. Hiện huyện Nhà Bè có 770 ca bệnh COVID-19 đang được cách ly và điều trị tại nhà. Huyện này cũng ghi nhận 395 ổ dịch hộ gia đình và 19 ổ dịch cộng đồng. Việc cấp phát các túi thuốc A, B và C cũng được huyện Nhà Bè thực hiện kịp thời. Riêng túi thuốc C, huyện đã cấp phát 100% số lượng. Huyện hiện có 7 trạm y tế lưu động do lực lượng quân y hỗ trợ, quản lý và chăm sóc ca bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo dự kiến, tới cuối tháng 11 năm 2021, lực lượng quân y sẽ ngưng hỗ trợ cho huyện này. Theo HCDC, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định, huyện Nhà Bè có nhiều khu công nghiệp và cảng biển, biến động dân cư cao nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh COVID-19 rất lớn. Đây cũng là nguy cơ tương tự đối với các quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp đóng trên địa bàn. Trong bối cảnh công nhân cư ngụ tập trung tại các khu trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao, đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huyện nhà bè cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên đánh giá và nắm chắc các nguồn lây nhiễm. Bên cạnh đó, huyện cũng cần ra soát những trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 để có kế hoạch tiêm. Ngoài ra, huyện Nhà Bè cũng cần nhanh chóng tính toán nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch sớm thành lập các trạm y tế lưu động tương ứng với số lượng ca bệnh COVID-19 mắc mới để có thể hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương. Tương tự từ đầu tháng 10 năm 2021 tới nay, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 6.201 ca bệnh COVID-19 được phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên và RT-PCR. Trong đó, số ca bệnh cao nhất rơi vào ba xã Vĩnh Lộc A, Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân. Nguyên nhân là do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp nằm trên ba xã này và đa phần các ca bệnh phát hiện nằm trong những khu nhà trọ. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Bình Chánh vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên với chiến lược thích ứng linh hoạt nhưng không chủ quan, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huyện này cần theo dõi giám sát chặt tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời, dập dịch ngay không để lan trọng. Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm 4 người chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là sổ hồng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm người này gồm Lê Thị Như Ngọc, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Nguyễn Văn Nho, Phạm Thị Ái Khiêm và Nguyễn Thị Nguyệt, cùng ngụ thị xã Bến Cát. Theo công an, nhóm người trên đặt làm giả 7 sổ hồng rồi dùng nó để lừa người dân đặt cọc tiền mua bán hoặc đem cầm cổ để chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra ban đầu, nhóm này đã dùng sổ hồng lừa đảo 4 người dân đặt cọc mua 4 thửa đất trên địa bàn thị xã Bến Cát với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 11, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an huyện Lan Chánh, Thành Hóa Di lý nghi can gây ra vụ đâm tài xế xe công nghệ cướp xe máy tại phường Hội Nghĩa để phục vụ công tác điều tra. Hiện công an thị xã Tân Uyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Hồng Mạnh, 20 tuổi, quê Thanh Hóa để điều tra hành vi cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đã thu giữ chiếc xe máy bị cướp để phục vụ công tác điều tra. Như vậy, sau gần một tháng, truy bắt lực lượng trinh sát đã bắt giữ được nghi can. Theo thông tin ban đầu, sau khi dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Chiến, 45 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, cướp xe thì mạnh về Thanh Hóa và cầm chiếc xe ở thị trấn Lan Chánh, huyện Lan Chánh, Thanh Hóa. Trước đó, vào ngày 13 tháng 10, khi anh Chiến điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì có một nam thanh niên vẫy xe. Nam thanh niên nói mới ngoài quê vào và nhờ anh Chiến trở về Bình Dương. Khi đến nơi sẽ lấy tiền của người thân để trả. Khi đến đoạn đường vắng thuộc phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên thì anh chiến bị tấn công, cướp xe, điện thoại và ví tiền. Sau nhiều ngày truy bắt nhưng không tìm thấy, công an thị xã Tân Uyên phát thông báo treo thưởng cho người dân nếu cung cấp thông tin có giá trị để bắt kẻ cướp nguy hiểm này. Hiện chưa rõ việc bắt giữ nghi phạm là do thông tin của người dân cung cấp hay qua công tác nghiệp vụ của công an. Thời gian vừa qua, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyến đường Võ Văn Ngân cùng nhiều khu vực khác ở thành phố Thủ Đức lại ngập nặng mỗi khi có mưa lớn. Tuy vậy, các dự án thoát nước góp phần giảm ngập ở khu vực này đang bị chậm tiến độ vì gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên trên tuyến đường Võ Văn Ngân thành phố Thủ Đức có hai lô cốt phục vụ thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước nhằm giảm ngập cho khu vực một lô cốt khu vực ngã ba Trương Dương trên đường Võ Văn Ngân, án ngữ giữa đường, xe cộ lưu thông phải nhường nhau. Mỗi khi có xe lớn đi ngang qua, đều khiến nơi đây chìm trong bụi đất. Đặc biệt, lô cốt khu vực chợ Thủ Đức chiếm hơn nửa đường, phần đường còn lại chỉ đủ rộng cho một ô tô đi qua. Đoạn đường nhiều chỗ bong chóc, lầy lội. Đến giờ tan tầm, lượng xe tăng lên gây kẹt xe nghiêm trọng tại hai lô cốt. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức cho biết, Dự kiến đơn vị thi công sẽ thi công dự án đường Võ Văn Ngân trở lại vào ngày 5 tháng 11 và hoàn thành tháng 5 năm 2022, chưa trừ thời gian ngừng thi công do dịch. Theo ban quản lý dự án này, do tình hình dịch bệnh COVID-19, hiện nay đơn vị thi công đang gặp khó khăn về tài chính và nhân sự. Tuy nhiên, khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết thoát nước cho tuyến đường Võ Văn Ngân, nhất là đoạn từ đường Đặng Văn Bi đến vòng xoay chợ Thủ Đức từ đó dự án góp phần hoàn chỉnh hệ thống thoát nước khu vực theo đúng quy hoạch và chỉnh trang đô thị. Ngoài ra dự án còn phục vụ thoát nước cho phường Linh Triệu, Linh Tây, Bình Thọ, Trường Thọ với lưu vực khoảng 88 ha. Còn dự án nâng cấp mở rộng đường Lã Xuân Oai, đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường D2 cũng gặp khó khăn về mặt bằng và cũng đang ngừng thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường dây xe lửa phường Linh Đông thi công chậm do công trình thi công trong mùa mưa và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, mới đây nguồn tin của PLO cho biết, Phòng 5 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, triệt phá một đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô cực lớn. Theo đó đã có 200 chiến sĩ công an được huy động để đồng loạt khám xét, triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền giao dịch lên tới 14.000 tỷ đồng. Theo đó, khoảng 200 cán bộ chiến sĩ được huy động chia thành 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên là nơi ở của các nghi phạm. Kết quả điều tra ban đầu Công an đã tạm giữ 23 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, công an xác định Phạm Công Anh 42 tuổi, Hoàng Mạnh Lâm 34 tuổi, Đinh Văn Hoàng 36 tuổi cùng trú tại Lạng Sơn là những người cầm đầu. Nhóm này chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới để vận hành đường dây. Thời điểm khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 4 xe ô tô, trong đó có 2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet và 1 xe Mazda CX5. Ngoài ra còn có nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận việc đánh bạc được tổ chức trên trang web http bxx Đây là website cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc, gồm nhiều trò như tiến lên miền Nam, poker, quay hũ, tài xỉu, sóc đĩa, bắn cá. Để tham gia chơi, người chơi cần đăng ký tài khoản tại trang web https 2.xxbxx hoặc trang web https 2 chấm bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo su sang tài khoản ngân hàng. Sau đó mua tiền ảo su thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Thống kê cho thấy từ tháng 7 năm 2020 tới nay, ước tính lượng tiền đánh bạc giao dịch qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Theo công an, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, các nghi phạm hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý nhiều nghi phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO A Vòng Pháp Luật TV. vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.